Bồ Phế Tâm Kinh à, tâm trí huệ thinh tinh rộng lớn à, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào lào một tánh thiên chân à, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt à, cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay à, công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát chánh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đâu chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Tăng
là không, không tức là sanh với thù tướng hành và cực này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sanh thù tướng hành và thân tánh chân không, nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sáu căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hết nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương bát nhã để quán chiếu nên tâm không quay ngài, bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng thường rỗng rao. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha yết đế công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không, không bấn gì sanh, sanh tưng thì không, không tưng thì sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thì. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bất gì bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhan nhi tỳ tiệt thân y vô sanh thịnh hương vị pha vô nhân giới này chỉ vô y tức giới vô minh diệt vô minh tầng.
Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại ban nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y ban nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú thương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các quán kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chư duyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân
cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tức là sẵn với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luôn cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luôn cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có cố tầm diệm đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quán chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rộng rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đặng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà
tâm kinh bánh quang từ tài bồ tát hành thâm ban nhã ba la mần đà thời chiếu kiện ngô quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân từng thì không không từng thì sân thọ tướng hành từng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tân vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm yêu tâm bồ đề cô đi mang nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết mang nhà ba la mận đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chấn bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí
có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về tần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư là không không tức là sân với thù tướng hành và tức này nghĩa cũng là như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong chẳng không nó không có sân thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhập với sao căn là sao thân hương vị xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã hết trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn giáng kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rộng rãi qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba
mừng ra đây nên biết rằng Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng và Thân là bài chú Vô Đẳng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng yên đế vì không không bấn vì sanh sanh từng thì không không từng thì sanh thọ tướng hành từng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tướng hành thân vô nhan nhi tỳ thiệt thân y vô sanh thịnh hương vì xung pha vô nhan giới này chỉ vô y từng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bàn tâm thế chư phần y bát nhã ba la mật đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khí tăng kinh tăng trí huệ thân tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia
Thọ tưởng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chư duyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng là không không tức là sanh với thù tướng hành và tức này nghĩa cũng là như thế này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong trần không nó không có sanh thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sát thân
trong tánh chân không, nó không có nhãn giới nhận đến, không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không. Nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài, bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ. Xa lìa các điều điên đạo mộng thường rống rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng: lời tư sanh bất gì không, không bấn gì sanh, sanh tưng thì không, không tưng thì sanh, thọ tưởng hành tưng diện vốn như thì. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh, bấn diệt bấn cấu bất tình, bấn tăng bấn giảm thì có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thân, vô nhan nhi tỳ thiệt thân y, vô sanh tình hương vị xung pha, vô nhan giới này chỉ vô y tưởng giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tăng. Này chi vô lão tư diệt, vô lão tư tăng, vô khổ tầm diệt đạo, vô tri diệt, vô đăng dĩ, vô sở đăng cô, Bồ Đề Tăng đòi bát nhã ba la mật đa cố tâm, vô quái ngài, vô quái ngài cố, vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng thương cứu cánh niệt bà tâm thế chư phần. Thì bát nhã ba la mật đa cố đăng à nào đà là tâm hiếu tâm Bồ Đề. Cô đi bằng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết bằng nhà ba la mật đa chú tưng thuyết chú viên hiện đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ Bồ Đề Tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế Bồ Đề Tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế Bồ Đề Tăng bà. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng
bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng có bài đích đang. Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Chẳng không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng nhân câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy. Nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mê tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đứng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, Yết Đế Bồ Đề Tạng Bà Yết Đế
ba nhã ba la mật đa tâm kinh thuở đứng quán tự tại bồ tát tu hành đà tiến sau đến chỗ trí tuệ bên kia bờ ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tân ca khô anh này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không không tương cũng chẳng kha với cái sắc mà sắc tướng là không không tướng là sắc với thủ tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đau mộng thường rộng rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đặng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đa đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế ban nhã ba la mật đa thời chiếu kiện ngô uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng
Này chi vô la tư diệt vô lão tư tân vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cô đăng à nào đà là tâm yêu tâm bồ đề cô đi ban nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mật đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà hằng bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chấn bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào tri huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân
cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chỉ đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng này thô tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tướng là sẵn với thô tướng hành và thức này nghĩa cũng là như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rộng rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha
Hiện đề Hiện đế Bà La, Hiện đế Bà La Tăng, Hiện đế Bồ Đề Tăng Bà. Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quấn Giai Công Độ Nhân Thiết Cổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tướng Hành Tưng Diện Vũng Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ cũng trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sân thịnh hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng. Này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bàn tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô tri băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú tương thuyết chú viên hiện đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà. Yên đế Yên đế Ba La Yên đế Ba La Tăng Yên đế Bồ Đề Tăng Bà Yên đế Yên đế Ba La Yên đế Ba La Tăng Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Bồ Khuyết Tăng Kinh Tăng Trí Huệ Thinh Tinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chánh Bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng
không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hánh chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đó, huống chi do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Âm không rộn ráo chữ duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng, là không không tức là sanh với thù tướng hành, và tức này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sanh thù tướng hành, và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sao căn là sao thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bá
soi mới đà qua bên ngàn gian kia. Vì nương ban nhà đề quan chiếu nên tâm không quay ngài, bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đau mộng thường rống rao. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật đa đây liền nói chú rằng yên đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tăng Bà Yết Đế, Yết Đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tăng Bà Yết Đế, Yết Đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tăng Bà. Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quấn Giai Công Độ Nhân Thiết Cổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tướng Hành Tưng Diện Vũng Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sanh thân hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tức giới vô minh diệt vô minh tăng. Này chi vô lao tư diệt vô lao tư tân vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại Ban Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y Ban Nhã Ba La Mật Đa cố đăng à nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô đi Ban Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết Ban Nhã Ba La Mật Đa chú tưng thuyết chú viên yên đệ yên đệ Ba La yên đệ Ba La Tăng yên đệ Bồ Đề Tăng Bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà
ra. Sanh không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy, sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắc chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bấn hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, là không không tức là sanh với thù tướng hành, và tức này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng
chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp trong tánh, chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng, rộng rãi qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời, sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú Đại Thần, bài chú Đại Minh, bài chú Vô Thượng, và thân là bài chú Vô Đẳng Đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng: Yên Đế, Yên Đế Ba La, Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng, Bà Ha Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng, Bà Ha Yết Đế.